Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, Tổng cục Ngoại thương, cơ quan trực thuộc Bộ Công thương Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường không phải gạo Basmati. Quyết định này có giá trị ngay lập tức. Động thái này lập tức gây ra những phản ứng trên thị trường thế giới, bởi Ấn Độ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Việc Ấn Độ dừng xuất khẩu gạo được dự báo có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vốn khởi đầu từ cuộc xung đột tại Ukraine. Nguyên nhân nào dẫn đến động thái này? Phân tích từ phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Theo đánh giá, quyết định ban hành lệnh cấm của Ấn Độ xuất phát từ 4 nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, thời tiết không thuận lợi trong hơn một năm vừa qua được cho là đã ảnh hưởng đến sản lượng lương thực của Ấn Độ. Bên cạnh đó, diện tích gieo trồng trong vụ hè thu, vụ canh tác quan trọng nhất của Ấn Độ đã giảm xuống trong thời gian vừa qua. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, đến ngày 10 tháng 7, tổng diện tích gieo trồng của toàn Ấn Độ giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân thứ hai là do giá gạo và giá lương thực ở thị trường Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trong suốt một năm qua thì giá gạo ở thị trường trong nước có thời điểm đã tăng bình quân khoảng 10 đến 12% và cao điểm nhất là có tháng đã tăng 3%. Việc tăng giá lương thực và giá gạo tại thị trường trong nước của Ấn Độ đã ảnh hưởng rất lớn tới chỉ số lạm phát, tác động tới cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Và nguyên nhân thứ ba là mặc dù trong năm 2022, chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo 100% tấm và áp thuế 20% với loại gạo tẻ thường, nhưng tổng lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong thời gian vừa qua vẫn tiếp tục tăng mạnh. Xu hướng này nếu tiếp diễn có thể ảnh hưởng tới cân đối nhu cầu lương thực ở trong nước. Nguyên nhân thứ tư theo đánh giá là liên quan tới yếu tố chính trị. Năm 2024, Ấn Độ sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử trong toàn quốc. Cuộc bầu cử sẽ quyết định việc bầu ra chính phủ mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Do vậy, bất kỳ biến động nào về giá gạo, giá lương thực tại thời điểm này ở trong nước có thể ảnh hưởng tới quyết định của cử tri và tác động tới kết quả cuộc bầu cử trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những điều khoản hoặc những trường hợp loại trừ được tiếp tục xuất khẩu, ví dụ như là với những đơn hàng đã được ký hoặc được giao tới cảng và chuẩn bị bốc rỡ lên tàu trước ngày ban hành lệnh cấm xuất khẩu này. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ còn áp dụng hình thức là xuất khẩu theo thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ đối với một số nước để đảm bảo quan hệ giữa Ấn Độ với các nước và đảm bảo an ninh lương thực cho các nước này. Phan Tùng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Cũng phải nói thêm, Ấn Độ là nước sản xuất gạo lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc và chiếm hơn 40% lượng gạo tẻ thường xuất khẩu của thế giới. Lệnh cấm xuất khẩu gạo phi Basmati của Ấn Độ ngay khi được ban hành đã gây ra sự gia tăng tức thời về giá gạo trên thị trường. Và dự kiến tác động này chưa dừng lại. Những điều này đủ cho thấy vai trò quan trọng của Ấn Độ trong thương mại gạo toàn cầu. Những con số biết nói về vai trò của Ấn Độ trên thị trường lúa gạo toàn cầu. Gạo là lương thực chính của hơn 3 tỷ người trên thế giới. Ấn Độ chiếm hơn 40% xuất khẩu gạo toàn cầu. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt kỷ lục 22,2 triệu tấn vào năm 2022, nhiều hơn tổng xuất khẩu của 4 nhà xuất khẩu gạo lớn tiếp theo cộng lại, gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Mỹ. Ấn Độ xuất khẩu gạo sang 182 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay sau khi lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường của Ấn Độ được ban hành, giá gạo khắp châu Á đã tăng mạnh. Ngày 28 tháng 7, tại các nguồn cung chính là Thái Lan và Việt Nam, giá đã chạm mức 600 đô la Mỹ một tấn như các dự báo đưa ra trước đó. Giới chuyên gia lo ngại, các nhà sản xuất và cung cấp gạo lớn trên toàn cầu không có đủ hàng tồn kho để bù đắp sự thiếu hụt. Tất cả các nước xuất khẩu còn lại, ví dụ như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Pakistan, thì cũng rất là khó có thể đủ cái lượng gạo để bù đắp cái sự thiếu hụt do cái khoảng trống mà chính gạo xuất khẩu gạo của Ấn Độ để lại. Trong khi Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út chủ yếu mua gạo Basmati cao cấp từ Ấn Độ, các nước nghèo ở châu Phi như Bên Anh, Angola, Cameroon, Kenya là thị trường chính của các loại gạo tẻ thường của Ấn Độ. Những cái nước mà sử dụng cái gạo Basmati này thì trong thời gian tới cũng không bị ảnh hưởng nhiều do cái lệnh cấm. Nhưng mà những cái nước mà nhập khẩu gạo phi Basmati, tức là gạo tẻ thường của Ấn Độ,
đặc biệt là những nước nghèo, nước châu Phi thì bị ảnh hưởng đáng kể. Các chuyên gia nhận định biến động về giá gạo thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định tiếp theo của chính phủ Ấn Độ. Theo chúng tôi được biết là cũng rất là nhiều nhà doanh nghiệp, hiệp hội xuất khẩu gạo của Ấn Độ cũng đề nghị chính phủ Ấn Độ xem xét lại quyết định này. Bởi vì theo quan điểm của họ là Ấn Độ không thiếu gạo, cái lượng gạo dự trữ cho đảm bảo an ninh lương thực của Ấn Độ là hoàn toàn đảm bảo. Do vậy là người ta căn cứ vào đó, người ta khuyến nghị là chính phủ Ấn Độ cần xem xét lại. Tuy nhiên, trước khi Ấn Độ đưa ra một quy định mới, tác động từ lệnh cấm này tới thị trường lúa gạo thế giới sẽ là rất lớn. Lệnh cấm cũng sẽ làm tăng giá các mặt hàng ngũ cốc khác, cũng như các sản phẩm thực phẩm toàn cầu. Thưa quý vị, vốn đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, sự đổ vỡ của thỏa thuận ngũ cốc biển đen cũng như tác động của El Nino, thị trường lương thực thế giới lại tiếp tục đón cú sốc khi Ấn Độ cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo tẻ thường, chiếm 25% lượng gạo xuất khẩu của nước này. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã khiến người dân và cộng đồng các nước châu Á khác tại Mỹ xếp hàng dài để mua gạo dự trữ, đồng thời có thể khiến hàng triệu người tại các quốc gia chịu hạn hán, lạm phát và xung đột đứng trước nguy cơ thiếu lương thực. Panic buying has set in. Video from Texas shows customers climbing store shelves. Đây là hình ảnh nổi bật trong suốt những ngày qua sau khi Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu gạo từ Mỹ đến Canada và Australia. Nhiều báo cáo về việc người Ấn Độ ở nước ngoài tích trữ lương thực đang lan truyền chóng mặt. Một số cửa hàng đã giới hạn tần suất mua, trong khi những cửa hàng khác viện dẫn tình trạng thiếu lương thực tạm thời để nâng giá lên cao. Ngoài ra, người dân và các nhà hàng ở Ấn Độ cũng đứng ngồi không yên vì lo ngại về lệnh cấm. Lệnh cấm được ban hành chắc chắn là giá gạo sẽ tăng lên, vì thế tôi đã ra đây để tích trữ vài bao gạo để ăn dần. Chúng tôi phải liên tục bổ sung gạo trong những ngày qua, mọi người đổ xô đến mua rất nhiều, chính vì thế mà chúng tôi phải hạn chế con số này lại. Vì vai trò đặc biệt quan trọng của Ấn Độ trên thị trường gạo toàn cầu, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo lệnh cấm sẽ đẩy hàng triệu người rơi vào tình trạng thiếu ăn do giá gạo tăng cao. Lệnh cấm của Ấn Độ được đưa ra trong lúc thế giới phải xoay sở với vấn đề an ninh lương thực. Theo báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, có đến 783 triệu người thiếu ăn trong năm ngoái, hậu quả của xung đột COVID-19 và biến đổi khí hậu. Lệnh cấm có thể hạ nhiệt giá gạo tại Ấn Độ, nhưng sẽ gây sức ép lên giá toàn cầu trong bối cảnh các nước lo ngại El Nino phá hủy mùa màng. Hiện giá gạo thế giới đang dao động quanh mức cao nhất trong 11 năm qua, một phần do nguồn cung thắt chặt hơn khi lương thực này trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn do giá của các loại ngũ cốc quan trọng khác như lúa mì tăng mạnh sau cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi đầu năm ngoái. Chỉ trong tuần trước, giá lúa mì đã tăng 13% và ngô tăng 9% sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Các nhà phân tích cảnh báo lệnh cấm của Ấn Độ có thể đẩy giá gạo vốn đang ở mức cao sẽ tăng hơn nữa. Nguồn cung gạo toàn cầu sẽ thắt chặt đáng kể vì Ấn Độ là nhà sản xuất gạo lớn thứ hai thế giới. Ấn Độ sẽ làm đứt gãy thị trường gạo toàn cầu với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine đối với thị trường lúa mì. Lệnh cấm đột ngột này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người mua vì họ chưa thể tìm được nhà cung cấp thay thế. Về giải pháp tới lúc này mà đa phần đều đang nhắc đến là họ sẽ cố gắng đi tìm những nguồn thay thế, cụ thể là từ Thái Lan, Việt Nam và Pakistan. Tuy nhiên, nói là như vậy, còn các nguồn thay thế đáp ứng được bao nhiêu thì các nhà nhập khẩu hiện chưa dám chắc. Và nếu không kịp bổ sung nguồn cung, việc cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ thổi bùng lo ngại về an ninh lương thực và giá cả, có thể khiến tình trạng lạm phát cao ở nhiều nước kéo dài hơn. Trong lúc Trung Quốc vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của bão Doxury, cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc. Bão Khanun đang dần mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này vào ngày mai, mùng 1 tháng 8. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão nhiệt đới Khanun đã phát triển thành một cơn bão mạnh. Tốc độ gió vùng gần tâm bão đạt 40 m trên giây, tức là cấp 13. Cơn bão này dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và đi vào vùng biển Hoa Đông trong khi tiếp tục mạnh lên. Hãng hàng không Hồng Kông đã thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Hồng Kông và Okinawa, Nhật Bản trong 2 ngày là 31 tháng 7 và 1 tháng 8 do ảnh hưởng của bão Khanun. Trong khi đó,
báo Liên Hợp Quốc của Đài Loan, Trung Quốc cho biết hãng hàng không Starlux của hòn đảo này cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Bắc và Okinawa trong ngày 1 tháng 8 và điều chỉnh thời gian khởi hành của nhiều chuyến bay giữa hai nơi từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.